đi xe ngoài xe khách. À, có nghĩa là anh hôm nay anh mới đi xe khách hôm nay lên đây để nhận luôn. À, lên tới đây luôn. À, anh lên đây lúc mấy giờ sáng anh nhỉ? Đi hồi 5 giờ sáng bây giờ. 5 giờ sáng bây giờ luôn. Để nhận 10 cặp bồ câu. Thì nói chung là cũng mình cũng rất rất là tin tưởng đúng không? Thì mình mới vượt một cái chặng đường của nó là khá dài Tiền Giang đây nhận. Mình cũng đã bắt bồ câu anh về rồi, mình cũng tin tưởng anh. Là anh cũng như trao đổi cái kiến thức cho mình nuôi hết. Là về mình áp dụng theo cái đó mình nuôi cũng đạt. Rồi cái sau này là cái đầu ra anh đó là sẽ lo lắng cho mình luôn, anh chịu cái đầu ra luôn. Thì cái đó mình nuôi là nó rất là hiệu quả rồi. Mình không có sợ cái nguồn ra, cái đầu ra đó mình cũng như ảnh là ảnh bao tiêu cái đầu nguồn ra cho mình luôn. Thì cái đó mình cũng đâu còn lo gì, cái phần chỉ mình nuôi thôi. Đầu ra có thể mình không bán người khác, ảnh sẽ thu lại luôn. Thì cái đó là mình nuôi vậy thì mình cũng đâu có còn quan tâm gì nữa. Đây thì một người nông dân thì từ sáng sớm nay đã lên từ Tiền Giang lên Bình Dương để bắt bồ câu đây. Thì bây giờ tôi sẽ chạy theo để hỏi một số thông tin. Thì anh ơi, anh cho em hỏi một số thông tin với nhé. À là bây giờ là mình bắt xe về luôn hay sao anh? Anh đi ra ngoài có đón xe gì? À là mình lên đây một mình hay sao anh? À đi của mình. Dạ thì bây giờ tại vì nãy em hỏi cũng thiếu một số thông tin đó, thì bây giờ em cũng muốn hỏi thêm về cái việc mà ở Tiền Giang thì đa số là họ không có thích nuôi bồ câu và đa số là họ thích những công việc ví dụ như là trồng lúa hay là gì đó đúng không? Thì hiện tại thì mình muốn nuôi bồ câu thì anh có thể chia sẻ xuất phát từ đâu mình muốn nuôi bồ câu như vậy không? Thì nói chung anh là không có đất mà để canh tác lúa, cũng như làm thuê đi mần vựa gạo rồi đó. Rồi mình cũng nghe cái thông tin đó là cái bồ câu nó dưới nói chung là không có giống bồ câu này, bồ câu mình mà nó nhỏ con thôi. Cái gì mà nó có bồ câu lớn rồi mới tìm hiểu lên tới ảnh, bắt cái giống nó về. Thì mình nuôi thấy nó hiệu quả, giờ dưới thì bán cũng được. Ảnh đưa con nào là về chất lượng lấy cho nó bao nhiêu ngày đẻ là bao nhiêu ngày đẻ. Khen anh hay cái đó. Thì trước đó thì mình có nắm được thông tin ở trên nhưng mà mình chưa có là chắc chắn được. Rồi mới xuống đây anh mới trao đổi, anh nói nếu mà về con nào thất bại anh đền hết một con đấy. À anh chịu hết là sở phí mình đi xuống đây anh chịu luôn. À vậy là anh chịu phí cho mình đi từ Tiền Giang xuống đây luôn. Đổi luôn rồi. À vậy mà gốc gột về là con nào cũng đạt hết. Dạ nói chung là rất là nghĩa tình anh nhỉ. Nói chung anh là cũng anh trao đổi kiến thức nuôi này là nhiệt tình luôn ấy, là nó không phải là mà để bỏ cái gì hết. Anh chỉ mình về cách làm chuồng là làm sao để ổ rẻ sao là về đạt hết. Mà cái con giống cũng vậy, anh đưa ra nó con đó về bao nhiêu ngày đẻ là bao nhiêu ngày. Ồ, chính xác vậy luôn ạ. Chính xác. Anh cao lắm 10 ngày cho lại thiệt, chưa được 10 ngày nào đã đẻ hết. À, thì trước đó thì anh cũng nắm được cái thông tin ở trên kênh YouTube đúng không? YouTube. Về cái việc mà anh Minh Dũng có một cái trang trại bồ câu như vậy. Thì tại vì ở trên mạng thì cũng có nhiều người hay bình luận là về cái vấn đề mà trại bồ câu Minh Dũng chỉ nói mà ít có làm á. Thì mình nhiều khi mình làm clip về cho trại thì mình cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà hôm nay là em gặp được anh ra rất là bất ngờ. Và em cũng biết được anh là một người từ Tiền Giang hôm nay lên Bình Dương để nhận bồ câu như vậy. Thì anh có thể chia sẻ những cái thông tin cho trại cũng như là cho mọi người đang xem clip này có thể nắm được. Có ai cần nuôi hay gì đó thì cứ mình tới đây cho anh Dũng, anh sẽ chỉ mình những cái cách nuôi. Chứ rồi còn mình nói thôi bây giờ anh nói vậy nhưng mà nói qua loa thì nói chung cũng tội nghiệp người ta. Mình phải tới trực tiếp. Chứ còn bây giờ nếu mà trên mình nói không thì nó không đủ. Mình muốn nuôi thì mình phải tới trực tiếp gặp là ảnh sẽ tư vấn thì mình nuôi. Thì nói chung hôm rồi xuống anh đi có ba anh em xuống ảnh tư vấn về nuôi đạt hết. À nói chung là trên kênh YouTube mình nói như thế nào thì hôm nay mình trải nghiệm ở đây thì mình cảm thấy nó rất là thực tế đúng không? Còn hơn nữa đúng không? Hơn nữa. À thì bây giờ mình bắt đầu ra xe để đi về hả anh? Đợi lát có gian cái ông nãy đi vô nãy đi xem đá. À dạ. Có gian ra đó. Dạ. Thì nói chung thì hôm nay gặp anh ở đây thì em cũng rất là vui. Vì em cũng tình cờ ở đây. Thì trước đó thì hỏi anh ở Tiền Giang lên đây thì thực ra em cũng rất là bất ngờ. Tại vì cú tỉnh luôn à. Dạ, thì đa số hôm nay thì những cái người nhận bồ câu đây thì họ đa số là ở Bình Dương á. Thì hôm nay gặp anh đây thì em rất là vui. Thì em cảm ơn anh nhé. À, dạ. Anh nói là giáp Vĩnh Long luôn đó. Dạ, cảm ơn anh nhé. Dạ.
Đây nha thưa các bạn, một người nông dân phải nói rất là thật thà và chân chất từ Tiền Giang lên đây để nhận bồ câu. Và mình gặp anh hôm nay mình cảm thấy rất là bất ngờ về cái việc mà từ Tiền Giang lên đây để nhận bồ câu 10 cặp. Thì ngay bây giờ thì anh đã trên đường về Tiền Giang đã bắt xe khách. Và cũng chúc anh thành công với 10 cặp bồ câu này nhé. Đây thưa các bạn, thì hiện tại thì một người đang vô tận lồng để bắt những cặp bồ câu đây. Thì những cái cặp bồ câu này thì trại Minh Dũng đã có tuyển chọn từ trước rồi. Bắt nhiều không? Ở đây là bồ câu này là mình đã được anh Dũng đặt từ trước đúng không ạ? Cái này tặng đúng không? Tặng. Thì anh cũng đã đăng ký từ trước hôm nay mới được tặng đúng không? À thì mình ở đâu anh nhỉ? Ở Vũng Tàu ạ. Thì hôm nay được tặng bồ câu như này thì bây giờ hiện tại thì mình cái dòng cảm xúc của mình như nào anh? Vui lắm anh, có tinh thần lắm anh. Dạ, nhà cũng đang nuôi ít chim hồi xưa, chim tháp lai á. Dạ. Nay có cái giống mới thì mình đang thích lắm. Mà bữa nay anh có chương trình tặng cho bà con đó, nên lên đây. Cái bỏ ra chưa? Bỏ. Tặng 10 cặp. À. Bỏ ra cho mang bỏ. Đây là 10 cặp bồ câu tiên Anh Thái đúng không anh? Đúng rồi, tiên Anh Thái. Mình vô tự bắt luôn. À, tự bắt luôn. Thích con nào bắt con đấy. Thích con nào bắt nó. Dự kiến hôm nay là mình sẽ cho bao nhiêu cặp bồ câu anh? 90 hộ. À 90 hộ là à? Tính bình quân là khoảng 1000 cặp. À 1000 cặp. À. Thì trước đó thì mình cũng đã lựa bồ câu ra những cái lồng sẵn như này đúng không? Đúng rồi, lựa sẵn ra hết chứ. Những cái bồ câu mình cho này thì nó được bao nhiêu tháng tuổi rồi anh? Cái này 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi, là chuẩn bị vào đẻ đúng không? Về khoảng tháng rưỡi nữa đẻ. À, trước đó thì trên kênh YouTube của mình á, thì cũng nhiều người băn khoăn về cái việc mà mình chỉ nói không mà mình không có làm á. Thì thực ra nhiều khi nhìn những cái bình luận như vậy mình cảm thấy rất là buồn đúng không? Thì hôm nay thì lúc nãy thì em có nói chuyện với một cái chú ở Tiền Giang lên á. Thì chú cũng nói là cái việc mà ở trên YouTube mình nói như vậy nhưng mà khi hôm nay đến thực tế ở đây thì gấp hơn rất là nhiều lần vì cái việc ở trại mình, cái công việc của mình á. Thực ra không phải là trại nào họ cũng phát bồ câu miễn phí như này đâu. Không có, họ bán không à. À họ bán không đúng không? Rồi, bỏ lên xe đi. À bây giờ thì mình chở bồ câu này về đâu vậy anh? À về đến đây ngã giao cho Đức và Điện Tàu anh. À về Tân Vũng Tàu luôn ạ. À. Sáng nay thì mấy giờ anh chạy lên đây? Coi chi ăn xong 7 giờ mới đi là. Cái nè, cái nè. Bây giờ lên đây 9 giờ 9 rưỡi. Dạ luôn. Ngày giao gì chắc rồi. Cái bữa nay nghe đặt cái ngày đặt cho bà con luôn. Thì dữ ha. Ở nhà mình đã làm chuồng trại sẵn chưa anh? Dạ làm sẵn rồi anh. Vậy về bỏ nó vô luôn thôi. Đặt anh Dũng đã cần nó là bắt con Dũng 100 cặp nữa. À 100 cặp đó là mình mua hả? À còn cái số lượng anh đang chở đấy là anh Dũng cho. À thì hiện tại thì anh có thể chia sẻ một số cái cảm xúc của mình không? Mà được cho khoảng bao nhiêu bồ câu thì thực ra mình bỏ tiền ra mua bao nhiêu bồ câu thực ra cũng nhiều tiền lắm đấy. Cảm xúc thì rất là vui chứ. Chứ mình là người chăn nuôi mà được như vậy thì mình thấy có tinh thần quá. Trước đó thì ở nhà là công việc của mình là gì anh? À, nhà mình cũng đi làm cửa sắt rồi đó, thợ sắt này chăn nuôi chim gà rồi thêm. Nhưng mà nó cũng khó khăn đúng không? Tại mấy loại kia mình nuôi thấy nó không hiệu quả mấy. Ừ. Giờ gặp Lê Dũng này có cái loại titan này nè. Nà. Mình đặt ảnh 100 cặp để gầy lên. Thực ra là cái loại titan Thái này nhiều người rất là thích nuôi. Thì hôm nay thì mình được nuôi con tốt á. Dạ. Dự kiến là mình về Vũng Tàu là khoảng mất khoảng bao nhiêu tiếng anh nhỉ? Về nó chạy 2 tiếng rưỡi là. 2 tiếng rưỡi ạ. À? À, nhiều người ta cũng bình luận nói cái này là chim gì? Không phải chim Thái đâu, bị ta lừa này nọ. À. À thôi ta kệ mọi người cứ suy nghĩ khác. Thực ra thì nhiều người trên kênh YouTube cũng comment về cái việc mà đây cũng không phải giống Thái nhưng mà khi này đây đến trại thì anh cũng đâu có mắc đâu, anh có bán rẻ chứ, anh rẻ mà chứ phải lừa làm cái gì. Anh còn cho tặng đấy mà. Thì hôm nay là dự kiến là mình đã cho khoảng sẽ cho khoảng 1000 cặp đấy. À.
thì nói chung 1.000 cặp thì nói chung là tính ra tiền thì cũng rất là nhiều đúng không anh? Mấy cặp kia là 400-500 cặp rồi. Ừ, đúng rồi, bữa nay là 500 ngàn một cặp. 500 cặp à? Vậy là hết mấy trăm triệu luôn rồi đó. Dạ đúng rồi, nay là hết mấy trăm triệu đấy. 1.000 cặp tính ra là 500 triệu. Mà đâu phải cái số tiền mà 500 triệu nhiều người mà dám bỏ ra để cho nông dân đâu. Anh nói thật luôn đấy. Dạ đúng rồi. Có dựng lên. Chứ làm gì cái trại nào mà ai cho được vậy đâu. Tao bán không mà bán không còn phải khó khăn nữa chứ. Nhiều trại bán nó còn tính giá đắt hơn đúng không anh? Mà cái chất lượng giống nhiều khi không tốt nữa cơ. Dạ. Sao vậy, anh cũng xuống luôn, lấy bắt luôn rồi. À, thế là thôi anh bắt đầu về rồi nhá. Thì gặp anh này em cũng rất là vui. Em là người làm những clip này thì em cảm thấy rất là vui về những cái... Hay lên xem đấy. Dạ. Hai bữa trước nhắn tin lên anh thì sao? Dạ đúng rồi. Đây thì hiện tại thì bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi. Thì trại Minh Dũng bắt đầu trao từ 7 giờ sáng và bây giờ gần 11 giờ trưa rồi. Thì hiện tại đã trao được hơn 10 hộ gia đình. Và đây. Rồi, mình cầm lên mình nhìn vô máy mình vui cười rồi nha. Em chào anh ạ. À, dạ anh. Thì hôm nay thì anh được trại bồ câu Minh Dũng trao khoảng 10 cặp bồ câu đúng không? Thì anh có thể chia sẻ một số thông tin là hiện tại thì nhà mình ở đâu anh nhỉ? À, Vĩnh Cửu Đồng Nai ạ. Thì trước đó thì mình đã nắm được thông tin ở trên nguồn nào để mình tiếp cận được cái việc mà anh Dũng trao bồ câu miễn phí anh? À, các bạn Zalo ạ. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho trại Minh Dũng một số cái thông tin cũng như là cái hiện tại thì cảm xúc của anh như thế nào khi được trao bồ câu này không? Thấy em làm gì cũng bà con cũng vui vậy. Cũng giúp bà con phát triển cùng. À, mình đã nuôi bồ câu bao giờ chưa anh? Thì em có nuôi thử nghiệm. À, thì hiện tại bây giờ là mình đã có thêm 10 cặp này nữa. Thì trước đó công việc của mình làm công việc gì anh? Em làm điện. À, làm điện. À, thì nói chung là cuộc sống của mình cũng vất vả đúng không? Anh dự định như thế nào về 10 cặp bồ câu này? Nếu sinh sản tốt thì ngăn đàn. Trước khi bắt thì anh Dũng đã tư vấn kỹ thuật thì cho mình chưa anh? Có trao đổi luôn. À, là mình cũng nắm được những cái kỹ thuật cơ bản để nuôi bồ câu rồi đúng không? Anh lên đây từ mấy giờ sáng? 9 giờ kém. 9 giờ kém 10:15. Bây giờ là mình chạy về Đồng Nai à? Đâu xe của mình đâu anh nhỉ? À, bây giờ là mình cột lên xe rồi mình về Đồng Nai thôi. Dự kiến cái chặng đường về là bao nhiêu thời gian anh? Khoảng 50 phút. À, 50 phút à? Dạ. À, bây giờ là mình trở về đâu anh nhỉ? Trở thì chợ Thuận Giao anh. À, là nhà mình ở trên đó luôn hay sao anh? Không có, bên đó bên cái chòi anh em nó mướn bển á. Dạ. Thì mình đã biết nuôi bồ câu như thế nào chưa anh? Mới nuôi đây à, mới hướng dẫn đây à. À, vậy là trại Minh Dũng đã hướng dẫn cái cách nuôi cho mình rồi đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ về nhà là mình cũng bắt đầu nuôi là nhân đàn nó ra đúng không? Rồi, về nhà mình nhân chuồng ra rồi cho nó ấp, nó đẻ rồi ra mình mới nhân thêm ra. À, trước đó thì mình có làm cái công việc gì anh nhỉ? Đó là cũng đi mằn vòng vòng mằn ngoài á. Nhưng mà chắc cũng khá là vất vả đúng không? Dạ. Thì nói chung là bây giờ là mình thuộc diện những người nông dân được phát bồ câu miễn phí.
thì anh có thể chia sẻ những cái thông tin về cái dòng cảm xúc hiện tại của anh như thế nào? Nói chung bữa nay anh Dũng anh cho anh em giúp vốn cho anh em là 10 cặp thì trong lòng thì cũng phấn khởi mà vui đó, thì cảm thấy anh em nào mà cảm thấy mà nuôi được đó, thì đến với anh Dũng thì anh giúp đỡ mặt kỹ thuật, nói chung là không biết cái gì là anh chỉ dẫn cho mình đầy đủ. Trước đây thì mình cũng nuôi 100 đôi mà cảm thấy cũng đạt hiệu quả, thì bữa nay là sắp sửa là mình ráp chuồng thêm nhân đàn lên. Thì nếu mà anh em nào mà cảm thấy mà thích nuôi thì cái trại của anh Dũng, thì như mình bữa nay là mình rất là vui, mình nhận được 10 cặp của anh Dũng là vậy là mình vui rồi. Không phải bỏ tiền ra mà vẫn nhận được giống. Đúng thì đối với nhiều người nông dân thì 10 cặp và hiện tại cái giá hiện tại là 500 ngàn một cặp, thì không phải là người nông dân nào cũng có thể bỏ ra một cái số tiền để có thể mua những cặp này. Và mình được nhận miễn phí 10 cặp như vậy á, thì nếu mà được chia sẻ thì anh có những cái lời nhận xét như thế nào về trại bồ câu Minh Dũng nhỉ? Thì anh cũng đi tham quan, tôi cũng đi tham quan nhiều chỗ rồi, Bà Rịa Vũng Tàu hay là Định Quán hay là Chẳng Bom, mấy trại kia thì tôi vô tôi thấy thì cái giống bồ câu nó rất là bé, cảm thấy nó không có được như mình mong muốn. Xuống trại anh Dũng thì thấy bồ câu nó to mà nó khỏe, thì mới xuống thì mới bắt của anh Dũng thì 100 đôi, thấy về thì nuôi thì nó cũng đạt hiệu quả đó. Từ đây đi mình gây, bắt đầu mình gây đàn tăng lên nhiều hơn nữa. Trước đó mà căn cứ vào cái nguồn thông tin nào thì mình biết anh Dũng là nuôi bồ câu anh nhỉ? Thì nói chung tôi cũng lên mạng thì tôi cũng thấy là anh Dũng anh quay mấy phim nhà thì thấy to, giống đẹp, khỏe mạnh đó. Thì tôi mới xuống thì bữa trước bữa sau là tôi đặt chuồng là tôi bắt 100 đôi luôn. Anh có thể chia sẻ rõ hơn một chút xíu về cái cảm xúc của mình là một trong những cái người nông dân mà được nhận miễn phí bồ câu hôm nay, anh chia sẻ sâu hơn một chút. Bữa nay thì nhận được cái 100 đôi của anh, 10 đôi của anh Dũng thì anh trao cho thì coi như là hồi sáng sớm giờ ảnh báo là tôi rất là vui. Thì chạy từ đó xuống đây là khoảng 2 tiếng đồng hồ đó, hơn 2 tiếng đó, thì bây giờ mới xuống tới. Thì nói chung là cũng cảm ơn anh chị nhiều giúp đỡ cho anh em để làm cho nó khá lên, rồi mai mốt rồi buông rộng thị trường ra cho bà con anh em yêu giống mình. Hỏi anh số thông tin nhé, thì về cái việc cũng đơn giản thôi. Thì hôm nay là mình là một trong những cái hộ nông dân được trao bồ câu miễn phí như vậy, mình không phải mất tiền để mua mà mình được 10 cặp như vậy, thì hiện tại cảm xúc của mình như thế nào? Nói chung tôi rất là vui, tại cũng có lên trại Minh Dũng á, mua số lượng ít nhưng mà thấy nuôi có hiệu quả, cho nên anh Dũng có cho biết ngày hôm nay anh Dũng cho một số bồ câu miễn phí cho hỗ trợ mình để phát triển thêm, thì nói chung rất phấn khởi, vui vẻ thoải mái. Thì trước đó thì mình công việc của mình chính là như thế nào anh nhỉ? Công việc ở nhà hả? Dạ. Mình đi buôn bán buổi sáng, chiều có chăm sóc câu, sự đam mê. Thì trước đó thì cái công việc ở gia đình mình như thế nào anh nhỉ? Gia đình cũng có đi buôn bán buổi sáng vậy đó, bán chợ. Cũng có sự đam mê, câu lên đây gặp anh Minh Dũng vài lần rồi. Bữa nay có hỗ trợ cho một câu Nếu mà có một cái số những cái nhận xét về trại bà công Minh Dũng thì anh có nhận xét như thế nào? Nói chung là lên tới trên này thấy vui lắm, thấy ảnh nuôi kinh tế phát triển cao, thấy phấn khởi, có sự đam mê, thấy tới lui tìm hiểu nhiều. Thì mà khi mình được nhận giống thì mình có được trao đổi những kiến thức nuôi bồ câu như thế nào không anh? Chung cũng thường tới lui gặp anh, có nói chuyện, anh trao đổi, anh chỉ dẫn thêm nhiều lắm. Thì nói chung là cái cách nuôi thế nào thì mình cũng đã được hỗ trợ nhiều rồi phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ em cũng muốn hỏi thêm anh về cái việc mà đối với những cái người nông dân á,
họ thực ra họ cái kinh phí của họ rất là ít và cái bỏ một số tiền ra để mua bồ câu nhiều khi không phải đơn giản. Đấy, cái việc mà phát triển kinh tế nhờ nuôi bồ câu thì theo anh thì cái hướng phát triển đấy là như thế nào? Nói chung theo tôi nhận xét mà nếu mà nuôi bồ câu trại Minh Dũng, bồ câu Titan Thái nó đẻ hiệu quả cao, đẻ sai là nuôi con khỏe có thể nuôi được 3 con, 4 con. Cho nên cái sự đam mê thích tới lui thường tìm hiểu. Anh cũng có hỗ trợ cách anh nói chuyện chỉ dẫn kỹ lắm. Thì mình có được lo đầu ra như thế nào không anh ha? Nói chung nhà đang nuôi thí điểm một số ít, sau này có dự tính thì trao đổi thêm với anh Dũng. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ cái việc mà xuất phát từ đâu mà dẫn đến cái việc mà trại bồ câu Minh Dũng là đi trao miễn phí bồ câu cho bà con ha? Từ lúc mà mình xuất phát từ lúc mà mình bên trung tâm khuyến nông của tỉnh mà đi trao cho bà con nghèo á, mà mỗi hộ thì chỉ có 12 cặp thôi mà hộ nghèo lại nhiều quá, mình có ý tưởng là coi như là mình tự mình cho luôn, coi như tự trại bồ câu Minh Dũng cho là coi như hôm nay được 10 năm rồi, coi như hàng năm ngày 15 nè tháng 7 là mình đều cho những bà con nào mà không có tiền mà muốn nuôi chim bồ câu mình đều tặng miễn phí hết. Thứ nhất là con giống là tốt, rồi những hộ nào mà người ta chưa có mà kinh nghiệm mình chỉ cái kinh nghiệm mình đã đi qua rồi cho họ đạt hiệu quả cao. Và có thể nói là mình cũng từng trải nhiều, mình đi nhiều nơi và khi mà thấy những cái bà con nông dân họ chật vật với cuộc sống mưu sinh của họ và mình ở trại mình thì sẵn có những cái loại giống bồ câu như vậy thì anh đã đi trao bồ câu cho họ đúng không? Và anh có thể nói kỹ hơn về cái việc mà mục đích của anh là muốn phát triển kinh tế đặc biệt là ở những cái người nông dân nghèo không? Nói chung là hôm nay 10 năm rồi, cái mình đi tặng chim bồ câu này là 10 năm rồi, là thấy ai cũng thành công hết. Nói chung là từ không có tiền mà muốn nuôi mà hôm nay là người ta khá giả lên chút đỉnh, nói chung là thoát nghèo là nhiều người là cảm ơn mình dữ lắm rồi. Mình cũng hàng năm cũng đi tài trợ những hộ khác nữa. Tiếp tục anh nha, thì anh có thể chia sẻ một số thông tin về cái việc mà khi mà những cái người nông dân họ bắt đầu họ nuôi thì đa số họ không có kỹ thuật cũng như là không biết chăm sóc bồ câu như thế nào. Và những người nông dân mà mình phát như này thì mình đã hỗ trợ kỹ thuật cho họ như thế nào? Mình chính mình luôn là tại nhà mình chỉ cho họ những người mà nông dân không biết nuôi, thậm chí không cần mua con giống đây, mình cũng lợi cho nhà người ta mình hỗ trợ kỹ thuật và mình chỉ hết cho bà con. Thì những cái giống mà hôm nay mình phát miễn phí như vậy thì mình có tuyển chọn nó như thế nào anh nhỉ? Thứ nhất là mình cho bà con là coi như là chưa có kinh nghiệm nuôi là mình phải lựa những con tốt nhất, khỏe nhất, đạt nhất để những người đó người ta nuôi mới thành công. Ngừa hết thuốc hết xong hết rồi là về chỉ là nuôi đẻ và bán thôi. Mình bao đầu ra cho những người đó luôn, dù cho ở tỉnh nào ở trong Việt Nam này mình cũng vẫn thu lại cho bà con. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn với cái việc mà đối với người nông dân thì khi mà họ bắt đầu họ nuôi một cái mô hình gì đó thì họ rất là lo ngại về cái vấn đề đầu ra. Thực ra ở Việt Nam mình đã từng giải cứu rất là nhiều từ nông sản đến các loại gia cầm như heo, như gà hay là như Việt Nam mình đã từng giải cứu rất là nhiều. Nhưng mà đối với riêng cái mặt hàng bồ câu này thì hiện tại thì mình lo đầu ra cho người nông dân như thế nào? Ở đây trại bồ câu Minh Dũng thu tất cả các trại bồ câu không liên quan tới Minh Dũng vẫn thu cho họ và giải cứu đầu ra tất cả hết trong vòng 10 năm nay. Chưa có ai mà gặp khó khăn gì hết, mình đều thu hết tất cả. Thì những cái người nông dân mà được trao miễn phí hôm nay thì mình có trải qua một cái tuyển chọn hay là mình nắm thông tin như thế nào được không? Mình phải tới chỗ
của mấy hộ nuôi mà người ta thích nuôi mà người ta không có điều kiện, mình mới biết được chỗ đó là cũng theo hướng dẫn địa phương rồi người ta chỉ, rồi mình mới có biết được cái hộ đó người ta muốn nuôi mà chưa không có tiền, mình vẫn tài trợ cho họ nuôi. Nói chung là nhiều lắm rồi, bây giờ tính ra 10 năm nay một năm là 90 hộ, là coi như 10 năm nay là cũng 900 hộ, năm nào cũng tài trợ 1.000 cặp chim bồ câu hết. Thì có một cái câu chuyện nào mà anh nhớ về cái việc mà có hộ gia đình nào mà mình cho bồ câu họ mà đến nay cái kinh tế của họ rất là vững hay không? Nhiều chứ. Ở Đồng Nai có một anh coi như là đang phát triển nhiều, mình thậm chí mình chỉ cho anh mở một cái quán ăn, hôm nay anh cũng làm chủ nhà hàng luôn rồi. Anh là người Chăm ạ? À? Dạ, người Chăm. Dạ. Thì em cũng không biết ghi cái tên của anh như nào, thì anh ghi cho em cái tên ở đây với nhá. Dạ, dạ. Bây giờ là mình chở bồ câu về đâu đây anh? Thì Long Thành, Đồng Nai. Long Thành, Đồng Nai. Nhà mình ở Đồng Nai ạ? À? Đây là những cái cặp bồ câu mình vừa mới bắt ở trại đúng không anh? Anh Minh Dũng hỗ trợ cho 10 cặp. À trước đó mình đã nuôi bồ câu bao giờ chưa anh nhỉ? Có lên đây mua mấy lần ở trại Minh Dũng bồ câu Titan Thái. À dạ. Thì bây giờ nếu có những cái dòng chia sẻ cảm xúc, bây giờ mình đang ở trên đường đưa bồ câu giống về rồi thì cái cảm xúc hiện tại của mình như nào? Mình thấy vui phấn khởi, dự tính là sẽ trang trại nuôi là gặp Dũng ấy. Thì tại vì nhiều người cũng dân của họ cũng tìm đến đây á để có thể có kinh nghiệm, hoặc là những cái người nông dân khó khăn, thì anh Dũng anh cũng chia sẻ những cái giống bồ câu như thế này á. Thì ở nhà mình đã chuẩn bị chuồng trại chưa anh? Trước đây có lên mua bồ câu Titan Thái anh Dũng rồi, giờ mấy ngày nay có làm chuồng trại sẵn rồi, tại Dũng có báo trước mấy ngày rồi làm chuẩn bị xong hết trơn, giờ chỉ bắt về thả vô lồng thôi. À bắt được thả vô lồng. Mình đã được chia sẻ những kinh nghiệm nuôi như nào chưa anh? Có gặp anh Dũng nhiều lần rồi. À gặp nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi. À, thì nói chung là hôm nay mình cảm thấy rất là phấn khởi và vui đúng không? Dạ đúng rồi. Thì 10 cặp bồ câu này thì về mình dự tính là mình sẽ nhân đàn ra đúng không? Đúng rồi, sẽ tạo ra số lượng dần dần thêm. Thì hôm nay gặp anh ở đây thì em cảm thấy rất là vui vì cái việc mà tại vì hôm nay thì em cũng trao bồ câu miễn phí như vậy thì em cảm thấy rất là vui. Lúc nãy có cái anh kia ở Tiền Giang cơ, buổi sáng anh bắt xe khách lên đây, anh ấy vừa về rồi. Nói chung là cũng cảm ơn anh nhé, bây giờ cảm ơn anh. Dạ. Xin chào nha, cảm ơn nhiều. Dạ. Chúc anh thành công nhá. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn anh.